Thiệt chứ, cũng thấy mấy nhỏ nó chơi cái chuyện đó là cũng thấy không được à. Lớn mà, cậu lớn mà không chơi vậy? Con á, thiệt chứ. Cháu mà nó chơi giải là thiệt thằng nhỏ đúng mất vậy luôn. Như cái thằng chó đây này. Ủa chứ gì vậy? Ủa nó chơi là cũng thiệt, cũng nhiều lúc là cũng thiệt á. Nó là cháu, cái nhỏ, nó không biết gì. Còn cái ông kia cái đầu hai đứa chốc rồi. Mất vậy chơi nhỏ mày chơi cậu vậy mà cậu chịu được nha. Mày giờ đi ra đường á, nếu biết cái giờ người ta nhìn vô thiệt, con coi cái video mà sao cậu con quên nó cậu nữa. Thiệt chứ. Sao con coi video con không có chịu được, không có thớ nào mà con chịu được cái cảnh tượng đó luôn. Ủa nhưng mà chơi vậy mà quét á. Nhưng mà vậy vui mà cậu. Vui cái gì mày? Nó mà vui mày thấy cái cậu mày. Nhỏ tao không thèm nói, tao chưa nó tính tới chuyện mày, mày đỡ gì đại chết tao. Giờ tớ ước gì bây giờ là cậu tính sao? Tao muốn lên lên tới nhà tao tập từng đền từng thành mày. Đây, thích dậy đi. Lên đi cái sao mày? Đứng dậy mạnh mẽ lên. Tao không có ghiền cái đồ lan xoáy nữa. Tao nói giờ cái ổ đó không phải là ổ người nữa, nó là ổ yêu quái cơ mà. Giờ tao đi cứ cái cậu sợ vậy. Tao là chờ lấy mày, tao là chờ. Ai chịu nấu mày? Bây giờ lên, đi con cậu lên nhà từng thành tập từng thành đi. Con đi ơi. Thích điên ơi. Con điện thêm bạn em nữa. Không phải điên ấy. Giờ nó tụi nó không phải con người đâu, tụi nó là đồ âm binh, đồ lang sói, đồ mất dạy không à. Ben sói đúng không rồi mày? Đi giờ cứ cậu cứ đi với con khùng quá. Bay biết rồi mà. Quả chứ cậu, tụi bay không yếu được tụi nó như thế nào đâu, tụi nó ghê lắm. Thảo ơi, với con cái trường hợp đó con trải qua nhiều lần cậu hiểu không? Nhiều con này từng cái lúc mà nhiều khi này giấu mất dạy nè, phải cho con á. Nhiều lúc cái đầu con cũng nghĩ quẩn lắm, muốn đồ mới giải thoát cho bản thân này, con không muốn đồ nhiều khi mình, nhưng mà mày nghĩ lại mình đâu có thở nào, mình mà mình dừng lại thì đâu được, hiểu không? Dừng lại thất bại rồi, đúng rồi, mình phải mạnh mẽ lên. Mày làm cậu mà mày sướng, mày có thằng cháu sướng của mày. Sướng cái đầu mày á, nó gia đình con tan nát rồi, cậu chưa đâu, thằng này nó chơi bước mất dậy nè, nhưng mà con phải không có thở nào, con bỏ cuộc, con nghĩ lại kêu, nghĩa mình lớn cái đầu vậy mà mình đua cái thằng cháu nữa nè, nó nhỏ nữa nè. Nên mình phải mạnh mẽ lên, cậu phải tự tin mạnh mẽ. Giờ đây, chơi mà được thì mình chơi lại được. Cậu đừng có buồn, hiểu không? Đi, cậu cứ đi theo con. Này giờ lên sao chứ? Giờ lên rồi nhiều nói tụi mày. Thì cậu nói mấy câu đội lên gặp thằng nào quýnh nó cho thở hẻ giận đi. Ừ, cứ nói đi. Không, tụi nó cưa lên tao sợ lắm. Quả chứ, cái con đây con uống hồ hậu. Mỗi lần nhắc tới tụi nó mà thấy tao nấu xỉ lên đâu. Cái sợ gì vậy trời? Nó tụi nó cưa lắm. Thì giờ mình đi từng thành, tới nhà từng thành. Bỏ từng thằng đi mày phụ tam nhân phụ quýnh nhau quýnh nhau quýnh cho đẻ chứ mày mày tụi mày mày tụi bay đừng có quýnh tao quýnh mày đứng đâu tụi sao đi kêu 40-50 đứa lại chứ mình cũng lại đâu khỏi sao đi khỏi lo đi nhiều vô không sao có con với sạc ben được mà con cho là mình phải lấy phải như thế nào cậu chim mạnh mẽ mạnh mẽ mạnh mẽ ông cậu bay hiểu không mạnh mẽ tụi nó luôn sao cứ cậu sợ vậy đi cái cậu ra từ nhà cậu chỉ nhà từ nhà đi lên ra trước lên nhà không ngủ trước mấy cái thằng mẫu hô tao mẫu như mày đi thằng mẫu hô là tao quay cho tao bé tục không có thở nào mới chịu được cái cảnh tượng này đây đây cậu đây cái nhà đen hô đây leo lên xe mấy mày thấy mày coi chừng mày tao láo coi chừng nghề biết rau cậu cháu không nghe với nhau với cậu lại cậu có con là cháu không cậu bé tao là mày đừng có đỡ một ngày tao như cậu bảy á nha mày đừng có đỡ một ngày tao như cậu bảy tao đi lên là tao thúc mày nha mấy ủi cũng mệt luôn đúng cậu cứ lên cậu tao hết mày đi ok xuống cậu bảy có con nội đến mày đến sau cậu đây cậu khỏi lại cậu. Cậu làm gì vậy? Cậu mạnh mẽ lên con coi thử coi. Chứ đứng cái tướng tuyệt tay vậy mày. Nó gừ lắm mày, sao mày không hiếu? Cầm cú lên lại con coi coi. Mạnh mẽ lên. Giờ cứ cú thẳng mặt cứ thẳng cái mặt nó đang đứng đây cậu cú sao? Cậu cứ gầm lên cậu cú. Cậu bảy. Ví dụ là cậu quấn gì vậy? Cái gì vậy? Vô nhà nè, chọt mặt nó đi ăn. Cú mặt nó quét đi. Đập cửa vô. Chứ làm gì sợ vậy? Đập mạnh vô coi. Hân nghe tao biểu coi. Mạnh lên. Sợ vậy? Kêu thằng cây ngô ra đây. Thằng mẫu hôn nghe tao biểu coi. Mạnh lên. Mày biểu. Cái gì vậy? Thằng đâu vậy? Ui nó
Ông ăn đâu? Ông ăn đâu? Ông không có nhà, ông đi ăn vụ ngàn que đây đâu. Mất tính gọi hô cậu đây nè. Nó đi ăn vụ đâu sao nó không rủ tao mày? Quả chứ cậu lên nhà coi cậu gõ cửa cũng từ từ chứ cậu làm gì cậu đập cửa đồ vậy cậu? Nó ngừng vụ đâu? Ở vụ đâu? Có biết đi tao hôm giờ ông gọi điện. Đây là cái dấu ông nhà không? Dấu đâu? Giờ tao lên tao xử nó này, nó đâu? Mình dấu đâu? Không có trong nhà, đi tìm coi. Quả chứ đi đâu? Không có đây mà. Nó biết tao đi ăn vụ đâu? Mất tính gọi thôi. Nó ăn vụ đâu? Ăn vụ gì mà không giờ luôn ấy? Không giờ đi vụ hôm giờ đây không biết đi gọi quậy này mấy thứ bao rồi. Quả chứ nó ăn vụ gì ngày giờ mày giấu nó mày? Giấu đâu cậu đi vô cậu tìm mày không có. Bây giờ tóm lại có ông gì không? Không. Sao nãy vỗ nó không đủ tao? Không. Không có tao chạy đi vô đi. Thôi cho nó mà bị để giếng mẹ nó tao. Bây giờ tới ai nữa? Còn nhà nào đi. Mai tao lên lại nha mày. Có cậu quay lại luôn cho mai. Chút cả ngày đây là phải gặp thằng được. Giờ lên nhà Thanh. Nè, Thanh với ai nữa? Thanh Phương. Phương nữa mày lên nhà Thanh trước. Nào nhà gần nhất ở đây. Nhà mày lên nhà Thanh gơ lắm thì nó không phải là con người đâu, nó là con thú á. Anh kêu lên, từ có nói nhiều. Đây đây chỉ nhà ấy. Đào mũ lên xem. Cứ chạy như vậy. Cùng thì mình cùng luôn. Ủa sao lại như vậy? Mẹ cầm tao khúc cây theo tao mày. Khúc cây theo. Sao mày để mà kêu 40-50 người mà giờ lên có bé đang vậy? Chắc lượng, số lượng không bằng chất lượng. Đúng rồi. Một cầm một cầu thâu. Đón xe á, bỏ xe á. Đi. Làm cái gì á? Nhà nào? Tụi mày dựng xe qua, dựng xe qua. Dựng xe qua, ta đi bộ vô. Đúng rồi, tụi mày đi vô đó. Nó công nó còn cái đường mình chỉ nó đập xe mình mới công. Đưa tới cây làm. Đậu mũ hiểm vô. Tụi mình lộ đâu hả? Đậu mũ hiểm vô vậy? Lộ đâu hả? Tụi mày có gì nó đập cái đeo là mình lái cái đeo mình đỡ được. Gơ dữ vậy thông với mẹ này. Cái gì sao chưa? Đi. Cái gì vậy? Cậu đi với con này, cậu sợ vậy. Cái gì nó gơ lắm. Cậu để tao này mạnh mẽ lên coi chứ làm gì vậy? Cậu luôn xi lắm nè. Xi tụi lắm nè. Xi đây xi hăng lận. Xi hăng đây nè. Mấy làm một. Để đi cậu bảy. Đi ơi, mày mỉ lên. Cậu mạnh mỉ lên. Hút làm gì vậy cậu? Hút mấy cái vừa quen ruộng đầu vừa mẹ. Đi vô để nó chặt. Đi. Anh ơi. Thanh! Kìa 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 kìa. Mấy nhậu hết anh em lơ lắc kìa anh. Kìa. Cậu vô cậu bờ ơi, ông đang xe rồi hả? Vô cậu muốn giúp hay là kéo đeo này đây? Kéo đeo đây cậu. Đi đây. Cái gì vậy? Đấy vậy? Mày quỳ xuống, quỳ xuống. Cái gì vậy? Trong cậu. Đâu cậu xử đi. Cậu nhìn ai biết ai không? Mày không? Mày biết tao quỳ vậy? Mày lấy tao cũng làm như làm. Mày quỳ lại. Mày quỳ đàng hoàng không? Cái này mày chiếm mày. Đâu đâu đâu. Mày lo rồi mày. Lấy tao ba lấy. Lấy. Hiểu phải lấy không? Dạ dạ. Mày đừng có ngu. Mày thôi. Không không. Mày lấy hoài mà đừng có lấy tao. Lấy. Lấy. Lấy ba lấy. Lấy. Lấy lo rồi mày. Tôi có gì nói cậu bé không? Chẳng mày, mày nhậu với thằng Hân phải không? Dạ. Mày im luôn đi chứ. Để tao xử Hân đi chứ. Dạ dạ. Không được lên chứ. Dạ. Mẹ nậu mày. Tức chưa mày. Con lại con. Dạ đi. Con rồi. Kéo ra ngoài, kéo ra ngoài. Kéo ra. Mày bước đi. Bước đi. Dạ dạ. Dạ. Mày đừng cao miệng ấy. Mày cao miệng ấy. Cái mỡ này anh nó. Đi. Sáng lại chứ cái miệng này nó to lắm. Rồi đây. Cái gì đó. Mày mày im đi. Mày biết tao là ai không? Mày biết tao là ai không? Cái mẹ rồi. Tôi. Nhận mày tao ấy. Cháu mắc vậy là muốn tí mẹ thôi. Mày gì cậu con sao vậy? Mày coi á. Mày đừng có xíu vô đây. Những thằng trôi nó là nó. Đâu á cậu ấy. Trôi nó khổ lắm mày biết không? Đâu mày hiểu không? Miệng. Mày gì? Mày
Mày biết tao ấy, mày có hiểu không? Không. Mày ngầu vậy, ngầu vậy. Ngầu kia không mày vậy. Quỳ. Quỳ. Đi đây đây. Đi đây. Đi đây. Vô cậu. Cậu chỉ đâu đó mày. Thằng đen nè mày. Không, chỉ đâu không. Mày quỳ lại, quỳ lại. Quỳ. Đấy, giờ đấy. Đây. Cậu tính sao? Hả? Mày nhớ mày tao không? Mày nhớ mày tao không? Mày thè xuống coi. Mày nằm xuống nào Hoàng, mày nhớ mày tao không? Mày biết tao là ai không? Chuột lại xem mà nó không biết ai luôn. Mày nhớ mày tao là ai không? Gì cậu ấy? Quá. Mày còn nhớ tao cậu ấy, mày chơi tao như thế nào? Đầu tóc tao này nhìn này không? Tung phải tung ra không không? Mày dậy đi. Tao bắt mày cái cá hú của mày lên. Sao? Mày ngồi đâu Hoàng? Cậu gì đâu? Nhìn tao nè. Tao cậu mày hay là tao cháu mày? Mày nói không? Chị. Tao cậu mày hay tao cháu mày, tao cháu đâu mày? Tao cậu mày hay tao cháu mày? Không có thể chấp nhận được. Cậu á là cũng có gia phẻ dòng họ này kia nha con. Cậu mày coi như cháu mày trời. Coi như cháu như chiếc. Mày ngồi đàng hoàng lại, mày uống dữ lắm hay sao không? Sao nhà vợ con mày 4 nè, 3 4 uống mày sao không có đủ cậu ấy? Nó không được chứ. Tiền nắm dỗ mà không đủ. Đồ mày chơi là kêu cậu. Mày trốn vợ, trốn con mày. Dạ mày có đi chơi gì không? Có hát karaoke ôm không? Không có. Không có ấy. Nhưng mà ở mày bớt nó xạo. Giờ mày nói cái gì tao cũng tin đó. Mày lấy cái nhà lan xối mà. Cậu lấy cái kim bỉa hàm đây ngồi. Quen xuống cầu thì mẹ nó. Thứ này là không có chứa tắt được. Đều tắt vậy. Bao nhiêu túi đâu hằng? Mà bao nhiêu túi mà đều tắt mày nhựa xanh nhựa. Hai đều tắt cả. Y chang cái nào banh cầu chim vậy? Tao là cậu mày hay cháu mày. Mà mày chơi tao lên bờ xuống ruộng này kia rồi bắt quỳ xuống này kia. Con thấy cậu nó hơi lâu hả? Mày quỳ lên. Đâu? Quỳ lên. Mình phải hành hạ không mày. Mày quỳ lên. Đấy, giờ cái cậu đó cậu tự xử đi. Xin lỗi. Mày ngó cái mặt mày lên coi. Mày nhìn mặt thẳng mày tao coi. Mày nói chuyện mày dám nhìn mặt tao ấy. Nhìn mặt tao không? Nhìn mặt tao đàng hoàng. Mày coi tao là cậu hay là cháu? Cậu. Hãy giữ lấy những gì ta đang có. Hãy giữ lấy những gì là của ta. Cậu mà mày chơi như cháu vậy hả? Quýnh người cậu. Bây giờ mày có còn coi tao là cậu nữa không? Nhìn thẳng mày. Tao đi ngờ để biết rằng cậu ngờ. Ngờ mày. Ngờ nào? Ngờ mày. Tao đâu có thừa ngờ nữa. Tao liên quan gì ngờ mày? Ngờ gì mà mày chơi tao như vậy? Mày coi tao là gì? Thứ mày cháu chơi gì nữa? Thứ mày là chỉ có băm ra cho chó thôi nha, hơn nha. Lỡ gì? Lỡ gì tao già cái đầu già mà bắt tao quỳ xuống xin lỗi á thằng Thanh kìa. Giờ tao giết anh hai. Tao muốn mày câu này mày chán rồi. Chán nhớ lại câu đó đi. Cái đó thằng Thanh nhớ con này. Dán cái mỡ nó lại, tao giết quá. Dán cái mỡ lại. Hay là mày muốn cái mỡ vô luôn. Lấy cái chai. Tao coi thử cái chai bia này nó ấy hơn hay là cái mỡ mày nó được cái con. Câu. Nhìn đi nha. Con lỡ tao. Anh vô nha. Lần sau con không dám nữa. Nhớ nha, mày có lắm cái câu đó không? Mày có làm cháu nữa, tao làm cháu nữa. Hả? Dán hai đứa nó lại dính chùm lại. Đi lên nhà xử nhà vườn. Lên chứ vườn. Cậu xử đây được chưa? Đi lên thằng Phương đi. Tao muốn quýnh thượng quá. Lại có cái nữa đi. Cái gì vậy? Đây, đi lên nhà Phương. Ủa, đưa cho em nhà mày chứ. Ở đâu đây? Đủ mấy cái chứ ở đây. Đồ giải sẵn làm luôn là Phương đâu? Phương đâu? À đâu thôi. Phương đâu? Cột má hàng đây là. Cột má đứa nó đây. Đợi xuống xử Phương dưới nhà đúng không? Đây để xuống làm đứa hàng luôn. Đâu? Đây đâu? Đâu? Đây. Phương đâu? Đi đây. Còn Phương đâu? 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 Dạ. Hả? Tao cũng xem mày là mà. Trời ơi cái quân què gì vậy? Vừa chứ mày. Dạ đi. Quýnh tại không à, sao ông lớn tuổi đầu giờ quýnh không thấy không chứ tụi lên đây làm gì vậy xương kỹ cốt hết bây giờ đồ con xây đồ không giờ đỡ tao tùy cậu đi tao đỡ tao sao cậu làm tao sao tao làm? Tao cho ông dạy xây đi đồ tốt sao cậu tốt dữ vậy dạy xây nữa chúng nó quýnh sao ấy là xây tỉnh là dạy là muốn quýnh nè làm gì vậy tao cho ông có còn dọn nữa chứ con quen không Ủa bé cậu ơi, đi vậy?
Ta cho ông dễ xi. Tại sao? Ủa, mày không biết ông hư. Bây giờ chết cậu làm gì vậy? Quay vô. Làm gì vậy cậu? Cho ông uống cái này lại. Tao thấy mày luôn. Chết cậu làm gì vậy? Dưới 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 cậu bấy ơi kêu quá cậu bấy ơi. Cậu bấy làm cái gì vậy? Tao cho ông uống lại cái này luôn. Cho ông chanh chanh. Cho ông biết khôn. Ông biết này dơ mà cậu bấy. Cậu chiếc con này dơ, cậu bảy dơ nữa. Uống que. Tao uống uống gì à? Ủa tao mập không quá. Đợi cho anh, anh cho anh tính rượu chút nữa uống. Cái gì? Anh Phương. Trời. Món chi? Dậy chưa? Phế chưa? Tính chưa anh? Phế quá. Anh này em mua nước yếu, cháo yếu gì vừa cho anh ăn miếng cho tỉnh nha. Nha. Ăn đi mà. Ăn đi, ăn cho tỉnh. Anh cho tỉnh. Ôi mày ngu mày chết mẹ mày đi. Anh nghe anh cái gì? Xã hội là cô được sống nhưng mà chết. Anh cho nó tỉnh anh ơi. Anh Dư ơi. Không, cho anh em bỏ. Em bỏ đường muối chanh rồi mà. Không anh phía ơi phía. Cái mùi tổ yến nó vậy á, nó hồng chiếu cho mà nó. Nó hồng chiếu nhưng mà nó ngon. Ui ôi ôi, hồng dư vậy. Không sao đâu, ráng anh. Biết sao tổ yến này nó tốt sức khỏe lắm. Anh uống miếng là bắt đầu nó tỉnh liền à. Uống không? Uống. Bây giờ uống không? Uống đồ. Uống uống cho nó tỉnh nha. Chút xíu nữa cho gì mẹ anh uống chết luôn á. Nha. Uống. Ngục lâu quá, tôi lại quá. Khó chịu quá. Uống nó đẹp chút chứ gì vậy mày. Mày quen mày tao này, hôm nay là tao để hồn thương ý nghiện đâu. Tức. Mày đi gì à? Đơ nó quay lại nó quấn nữa bây giờ. Động cho người con cái gì không á. Mày là người anh em tốt của tao. Cảm ơn nha thiếp. Dạ dạ. Tao lấy dép, lấy dép. Hahahaha.